Xin chào, hôm nay là ngày hôm nay ngày bao nhiêu vậy? Ngày 24 tháng 2, sắp phần cuối tháng 2 rồi. Cut the show mới chỉ tập luyện được 3 tuần thôi. Bọn mình còn rất nhiều điểm cần nỗ lực hơn. Hôm nay sâu một chút về tập quay áo dài và các bạn tập diễn và tập múa.